Hai Lan nè. Bữa nay tôi lại về lại với cái trò chị đưa. Cái trò mà đi đôi với cái trò đua xe á. Hai cái trò tôi không có chơi, không có chơi được đó, thấy chưa? À? Ừ. Các bạn có bộ trang phục cánh bướm đẹp lắm. Mỉm nè. Ổn quá. Gần tới hả? Sai. Qua được một màu rồi nè. Khó nhìn quá. Cái màu. Rồi. Gọi tiêu ha. À, người ta về đích thì kỳ à, mỗi lần có người về đích là nó sẽ như là nó tăng tốc cái thời gian lên đó, thời gian sẽ trôi nhanh hơn, cái là mình không kịp. Kinh nghiệm rút ra là không có nên gấp gáp đó mấy bác. Lại nha. Biết là không kịp đâu mà kệ đi. Tốt nha. Không sao, còn người đi chung với mình. Rồi xong rồi. Bạn cũng bị giống mình. Nó cười quá ha, hai đứa y chang kìa. Rồi xong. Đi thôi, đi lại thôi. Có Ronaldo nữa kìa. Ê, rồi cái đường này sao quá. Con này nó không có đi từ từ được á. Nó cà chạy á, rồi cái mình bị ấy. Ui, nó tức. Hay là không xong rồi.
Nó tốt trời. Ê đùi nè. Nhắm coi chịu nổi không? Là đua chưa? Bị cái quay ngược về ngay từ đầu luôn, chịu nổi không? Thôi rồi, rồi ta về tới rồi kìa. Nghe chưa hề biết cảm giác về tới đích là những cái gì luôn á. Có vụ chuyện lay nữa. Đó, à nãy mà đi vậy thì đâu có thua. Lại nha. Nó đổi cái khác rồi. Rồi. Đó, thấy chưa? Bị một ề luôn chứ không phải mình ơn chúng ta. Qua được một màu rồi quý vị ơi. Cái bạn đó sao bạn không ấy tóc lên mà bạn để cái đầu chọc lóc gì không biết nữa. Nhìn nó kỳ kỳ, cái con này không có thích nhìn nó kỳ lắm. Ê được hai màu, được hai màu. Nó khó đi. Nó cực kỳ khó đi nha. Sợ quá. Ôi có người về tới đích rồi. Rồi. Tiêu tiêu. Không ổn rồi. Rồi. Ủa quá, ủa quá. Rồi. Tiêu. À. Lại nha. Một màn này nữa không? Cái gì? À, nó giống nhích hả? Sao vậy trẻ ơi. Rồi nè ha, ha. Nè nè, nó di chuyển cho mình đợi đi. À ha, được nè. Làm khó nhau dữ thiệt chứ.
học giò. Sao mọi người qua được cái chỗ đó hay vậy? Từ nha. Đi đi. Y y. Y. Lố chân là chết liền. Tuyệt vời. Nhưng mà người ta đã về tới đích hết rồi. Mình chỉ mới qua được cái màu đầu tiên. Tiêu. Ghê quá. Tì. À. Hây. À dạ. Là leo lên nhưng không được đụng cái đó. Y. Thật sự là game này rất là biết cách làm khó người khác luôn. Ừ. Chóng mặt quá. Rồi xong, tôi biết số phận rồi. Ok thì ngày hôm nay tôi đã đi được gần đến đích thôi chứ chưa được đến đích. Thôi hôm nay đến đây thôi. Lần sau mình sẽ tiếp tục chinh phục lại cái game này. Bye bye.